Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì hôm nay em lên hình, em dựng lên cho các bác xem một siêu phẩm sập thờ sen nhị cấp chân 24 được làm từ gỗ hương đá các bác. Thì cái kích thước của con bàn thờ này với chiều dài là 2m17, cao là 1m17 và rộng là 1m07 các bác. Và cấp 1 của nó là rộng 47, cao 17 và dài là 2m17. Với cái dạ tiền là dày 8 phân liền khối, không chấp vá gì. Thì các bác có thể thấy này, em hạ nền và đục những cái hình hoa sen, những bông sen, lá sen cực kỳ là kinh bong và sắc nét từ một nghệ nhân duy nhất các bạn. Cái bí mật cho cái sập thờ này mà có cơ sở đồ gỗ Gia Vũ bên em là từ chân, dạ tiền, dạ hậu là tất cả đều được một nghệ nhân duy nhất đục, và tí nữa phần cuối video em sẽ quay cho các bác xem người nghệ nhân nó đang đục cái sản phẩm gì tiếp theo của nhà em nhé các bác nhé. Cái khuôn mặt là khuôn 5 ván 1,5 chắp 2 thì cực kỳ là dày dặn, và bên dưới là có 9 thang bàn, trong đó có 2 thang én đảm bảo cho các bác đặt những cái ly hương đỉnh đồng nặng 30 40 cân hoặc là những cái khảm thờ hay là những cái đồ vật thờ lên cực kỳ là nặng thì không bao giờ bị cong vênh và co giật màn các bác nhé. Và phần cổ là dày 3 phân liền khối, hai tầng cổ chỉ cực kỳ là kênh bong các bác. Và em đã nói rồi, tất cả này dạ tiền dạ hậu và chân đều được một nghệ nhân đục, và đây là một người nghệ nhân ở cơ sở đầu gỗ Gia Vũ bên em, đó là một bác gái, và trước mặt các bác đây là bác đang đục một chiếc dạ tiền dày 12 phân liền khối bằng gỗ gõ đỏ cho một chiếc vua sập thờ các bác nhá. Các bác nhìn này, bao nhiêu là đục nhưng mà người thợ phải nhớ hết và đục từng chi tiết rất kênh bong và sắc nét, và đều là một người đục hết nên mới tạo được cái sự thống nhất cho toàn bộ sản phẩm.